Quý khán giả thân mến, chào mừng mọi người quay trở lại với công trường Xà Lùng. Buổi chiều ngày hôm nay thì bà con tạm dừng một chút, tại vì là ở trên phố cáo Đồng Văn này đang có mưa, mà mưa rất là to luôn. Vậy thì mọi người có thể thấy là buổi sáng thì mọi người tiến hành đập đá này, đổ bê tông, nhưng mà buổi chiều thì có mưa nên là công trường đang tạm dừng. Và tại thì em Tuân và anh Hân Chuyện Vũng Cao đang có mặt tại công trường để thực hiện một cái bể nước, bể bạt đúng không anh? Bể bạt đúng không? Có. Bảo bể bằng bạt đúng không? Bể bạt nhưng mà có cái khung sắt đây thì nó tích được nhiều hơn đấy. Ở Hà Giang thì cụ thể là phố cáo Đồng Văn, đợt này là không biết là đang ảnh hưởng của cơn bão thì phải, là mưa rất là nhiều, mà mưa to. Nước nó chảy xuống ấy, rẽ nó chảy biết là nơi đó chảy gì chưa. Nhưng mọi người có thể thấy là lượng nước chảy ra rất là nhiều. Đây thì những cái bể cũ là bể xếp bằng đá, thì hiện tại nước đã đầy luôn rồi. Đêm qua cũng có mưa, chiều nay lại mưa tiếp. Đây mọi người có thể thấy lượng nước là ra rất là nhiều. Mưa to thì đổ bê tông nghe sẽ phải tạm dừng lại. Cái đấy chảy đâu cơ nhỉ? Cái đấy hôm nọ em thấy rồi. Tại vì là mưa thì đổ bê tông sẽ không đảm bảo chất lượng. Với cả nó cũng vất vả cho mọi người. Chặt kéo này nhá, đấy mưa đấy. Đây chính là lán mà hôm nọ mấy anh em mình dựng cho bà con nghỉ tạm. Bà con đang nấu mưa, nấu cơm ở đây. Lán này. Đông. Mọi người tập trung hết đây này. Mưa to ấy, lạnh ấy nhỉ. Cố gắng nhá mọi người, cố gắng nhá. Khổ thân, đang làm thì mưa. Nồi niêu thông chảo vẫn ở đây đấy anh. Đây như hôm nay thì bắt đầu tiến hành nấu cơm bằng củi, nhưng mà vừa nấu được một bữa thì là trời bắt đầu mưa, chắc mai là phải chuyển sang nấu bằng ga thôi. Có bát thức ăn thừa dính mưa hết rồi. Để đây nhờ, bên nhờ. Hả? Để đây nhờ. Để đây hay để đây? Để em nghĩ là để sát sang bên tả ly dương đi nhỉ. Tả ly dương à? Vâng. Hay để đây? Bởi vì là con đường ở phía dưới đang làm ở ngay dưới. Nếu mà dưới hết nước thì mình chỉ việc cắm ống từ đây là kéo xuống dưới hút thôi. Dạ. Yeah. Thế thì đây cũng được, lắp đây đi. Để dương được không? Được. Để chỗ nào mà nó tiện lợi nhất mà không bị vướng ấy. Để đây đi. Thế để đây đi. Để chỗ này nhá. Để sau này trên này mà làm đường đến đây nó đi qua cạnh đây này. Vâng. Nó không đi ra ngoài này. Xem cái chỗ xả ly âm này nó có chắc chắn hay không nhé. Chắc mà, kể chắc. Đây, chỗ này được anh nhỉ? Chỗ này thì khả năng cao là không thể sạt lở được. Ê, xoay xoay, cái đầu rốn nó phải xuống chiều dốc, nó có cái rốn xả nước này. Hả? Nó có cái rốn xả nước mình cho xuống chiều dốc. Đây thì em Tuân với cả anh Phân Câu Chuyện Vùng Cao đang set up một cái bể bạt
thể là tích nước. Đấy, lên có quên mang áo mưa người ạ. Là mưa to quá. Đây anh cho ốc ở đây chưa nhỉ? Đây anh cầm này à? Ốc anh cầm là gì? Ừ. Bà con ấy không biết mình đang làm gì. Đang đứng nhìn. Cái tê này ở dưới. Đây như mọi người có thể thấy là chỉ cần một lúc thôi là nước chảy từ khắp mọi nơi ra. Nhưng mà lúc mà khô hạn thì tìm mãi không được một giọt nước. Bây giờ cái này phải đấu nối đúng không anh? Cái đấy là ở góc. Em biết rồi nhưng phải đấu nối. Đấu nối mấy cái đấy là không? Mấy cái chân này. Cái này là ở góc này, đấu nối. Bây giờ là cái này ở góc này. Cái này quận anh được rồi. Kiểu này đúng không? Kiểu 4 này đúng không? Kiểu 4 là kiểu này đúng không? Chính xác. Không, để cái đầu ốc luôn nhưng mà nó được. Chắc mà. Cái này ở dưới xuôi người ta anh mang về nước đấy kìa. Họ để về nước này không? Họ để cả bèo tây cũng đúng không? Sờ cái bạt thì thấy nó phủ một lớp à. Sơn dày cũng dày hơn cái bạt bình thường. Đâu? Không, cái này là ở giữa. Cái này ở giữa đúng không? Cái này 6 chân. Cái này là đâu xem. Không, cái này không phải rồi, đây đây này. Ừ. Đúng rồi cái này anh, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, đây. Đúng không? Đúng rồi. Test thử xem là có ổn không nhỉ? Nếu mà ổn thì mình triển khai tiếp anh nhỉ? Cái nếu mà ổn lấy thêm một cái. Ừ. Cái này được cái là nó có cái rốn xả nên là lúc mình xả nước mình chuyển vận chuyển đi chỗ khác, di chuyển đi là dễ hơn. Dễ hơn. Nhưng mà đây mình chỉ thao lắp mỗi một lần đầu thôi đúng không? Đúng rồi. Lần sau mình nhấc đi là xả nước đi là mình nhấc đi hơn đúng không? Thế sẽ tiện hơn, lợi hơn đúng không? Anh nhỉ? Chính xác luôn. Thế tiện hơn là mình làm bằng bằng đá. Cũng được, cái nước nó sạch. Thật ra là cái này... Cái này ở bên ngoài hay là... Bên ngoài. Thật ra thì cái này thì mình có nguồn nước mình mới sử dụng được. Chứ mà dùng cái này xong là hứng nước mưa thì anh nói thật được. Mưa cả đêm, cả ngày, cả đêm cũng không hứng được đầy bể đâu. Bây giờ nước chảy trên kia xuống này. Bây giờ nó bắt đầu chảy đến đây chảy to rồi. Vùng cao là thế mà anh. Thành suối đấy. Đi vùng cao nhiều thì mà mưa thì không mưa thì không tìm đâu ra được một giọt nước. Lúc có thì ào ào đúng không? Có lại quá, có nhiều quá.
xưa hồi còn bé anh Hân có được trải nghiệm cái cảm giác từ chuồng tắm mưa không? Anh lao thẳng ra mưa thì không biết mọi người thế nào chứ cái cảm giác mà tắm mưa nó là một cảm giác gì đấy rất là bình yên, tuy là hơi lạnh một chút nhưng thích cái cảm giác đấy. Thế thôi là đủ rồi. Ok chưa? Sao nó khác căng đều mà. Thử nước con nhá. Thử luôn đi. À anh bảo. Vặn vặn lại cái rốn luôn này. Vặn lại cái rốn sợ nó lệch gen đấy. Ừ. Được rồi. Chắc rồi. Này đúng không? Ừ. Ok. Được có đổi được không? Không đổi đâu. Chắc lắm, nhìn vậy thôi. Có cái to hơn mà. Ừ. Có cái rốn xả nước á. thử thách những cơn mưa. Đương đầu với thời tiết thì mọi người phải chờ xem là chờ xem cái này nó tới cái này nên cũng bỏ bỏ vào tay quả. Ôi kinh áp kinh khủng, áp nước mạnh 600m nhưng mà chảy một lúc là đầy thôi. Nhanh. Bể này thì câu chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà bể này chỉ có nước nguồn mới sử dụng được thôi. Kể cả bạt mình đóng cây cũng vậy. Vì là cái vỏ này nó chảy này nên mình thấy rất là sót, rất là tiếc. Mình tính những cái loại bể này thì nó vừa dùng được nước sinh hoạt mà cũng tích được nước, chứ còn nhìn cái tại bể tự nhiên kia nó cũng nhiều đất đá nó vào. Bể này người ta làm cũng rất chắc chắn này, những cái đầu góc cái thứ là người ta may mấy lớp bạt.
Có mà. Cái này bao tiền cái? Cái này mấy trăm nghìn. Mấy trăm nghìn nhá, rẻ thế á. Ừ. Mấy trăm nghìn thì rẻ quá. Đấy. Còn bạt nó rất chắc chắn nhá, đây này, cái góc đầu bạt này, này. Ừ. Người ta may bo này, may bằng chỉ dù luôn này. Đấy. Mang cái con cá ở đây thả nhỉ. Để này ông nào trong lán ấy, chia tắm được mà đúng không? Tắm tốt. Ừ. Gội đầu tắm rửa thoải mái. Cái này cho ông Hờ, ông chở xi măng ấy, tối ông đi về nhà, sáng hôm sau ra làm đầu ông vẫn trắng tinh, tính thích ông tắm ở đây này. Để thẳng cái chân nó ra, nó ra bị cong. Đó, để thẳng cái chân nó ra, tất cả nó ra. Bên này chưa nặng. Một lúc nó nặng về mình mới chỉnh với mình dễ. Nặng nó mới lún xuống dưới đúng không? Đá chuẩn. Cái này là 80 à? 80 đúng không? 80 cái này 1 mét. 1 mét. 1 mét thì cái này thể tích nó sẽ là một ngăn này. Một ngăn này thì sẽ là 800 lít. 800 lít thì là cái này nó rơi vào một khối 6 thôi. Hai khối là khoảng khối 6 thôi. Biết cái công thức tính mét khối không? Ôi trời ơi. Anh ngày xưa thi học sinh giỏi vật lý mà. Ừ. Thật đâu? Anh thật đấy, nhưng mà lúc đi thi đại học lại đi học hóa, khổ lắm ấy. Cái này chứa nước uống hả? Ờ, nước để làm công trình. Ừ. Tính thể tích đi. Đó là tính được bài toán này bao nhiêu mét. Ừ. Cái này 1 khối 6. Chiều cao là 80. Đúng không? Chiều cao là 80. Chiều dài là 2 mét, chiều rộng là 1 mét, thì nó sẽ là một khối 6. Còn rốt toán là công trình. Ô đúng mà, cái này mình cao 80, rộng 2 mét, dài nhân rộng nhân chiều cao á. Đúng rồi, thể tích là tính bằng chiều dài nhá. A này, chiều rộng B này, và nhân với lại H. Đấy, H là chiều cao. H là chiều cao. Anh nghĩ là được rồi đấy. Ok, kệ nó thôi. Nó đầy, nó tràn thì không vấn đề gì. Kệ đi xuống nhưng lạnh, ướt lắm. Đi đi. Ok, đi. Đá nó ướt hết rồi, anh nhận ướt hết rồi. Đi về đi. Không bay, ồ, cái này làm gì đâu. Nó cứng đầu, thiệt thiệt. Đi. Chưa nghe. Nó mì tôm ăn à? Nó mì tôm à? Có uống rượu không ấy? Có rượu chưa? Rượu à? Uống ít thôi nhá. Anh ơi. Anh ơi. Về thôi. Đây thì bây giờ cũng tầm khoảng 5 giờ chiều rồi. Mưa quá nên là mọi người cũng nghỉ. Mấy anh em lên lắp thử cái bể nước.
Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng bà con Xá Lủng cũng như là team Chao Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.